Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các bậc cha mẹ, thưa toàn thể các bạn học sinh, sinh viên thân mến. Hôm nay, trong những ngày mùa thu lịch sử và hào hùng, rất vinh dự và tự hào cho em được thay mặt cho 87 học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc của huyện Thủy Nguyên phát biểu trong buổi lễ trang trọng này. Lời đầu tiên, cho phép em xin được trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các bạn học sinh, sinh viên, các bậc phụ huynh lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa các bác lãnh đạo, các vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, là một người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thủy Nguyên anh hùng giàu truyền thống hiếu học. Ngay từ khi còn nhỏ, cháu thường được nghe bố mẹ kể câu chuyện về tấm gương chăm chỉ học tập của vị trạng nguyên đầu tiên của Hải Phòng, trạng nguyên Lê Ích Mộc. Câu chuyện đó đã in sâu vào trí nhớ của cháu, một cô bé học lớp 2, lớp 3. Vậy là từ đó cháu luôn tự hứa với bản thân phải cố gắng học tập thật giỏi để xứng danh con cháu của quê hương Trạng Nguyên. Nhờ có sự dìu dắt của các thầy cô, sự chăm lo chỉ bảo của bố mẹ, cháu đã cố gắng từng bước để hôm nay thành quả mà cháu đạt được là giành vị trí thủ khoa, đầu ra của khoa toán và khoa học tự nhiên của trường Đại học Hải Phòng với điểm trung bình chung tích lũy sau 4 năm học là 8.72. Vinh dự hơn nữa là cháu cùng 87 bạn học sinh, sinh viên tiêu biểu đại diện cho rất nhiều các bạn học sinh toàn huyện về dưới mái đền cụ Trạng để báo công lên cụ những thành tích nhỏ bé của thế hệ học sinh, sinh viên hôm nay.